Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mai Khoa. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Tin. Chào mọi người, tin nào hai thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game cuộc thi các bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tham gia cái cuộc thi trở thành nông dân giỏi VIP pro nhất ở trong đây các bạn nha. Giỏi mấy cả VIP như thế nào thì đây, để mình chắc là bắt đầu luôn đi. Đấy, bắt đầu luôn đi để chúng ta sẽ có thể là biết được ai pro, ai giỏi các bạn ơi. Đấy, mình start game đi. Đấy thì mỗi người sẽ có một cái nông trại riêng. Ngủ đấy. À? Ok, bạn này ngủ đâu ra rồi. Nếu vừa ngủ dậy đường đâu mà. Vừa mới ngủ dậy nên đâm ra là bây giờ bắt đầu đi làm này. Đấy, sáng rồi. Gái, bây gái, giờ gái, là chúng ta sẽ gọi là cầm cái dụng cụ này để chúng ta sẽ bắt đầu này, như đâu, đâu ở đâu block nào block trong đấy luôn xong rồi đổi thành đất luôn này. Có cả vụ đấy luôn nè, được chứ, cũng hay hay mình sẽ đi gọi là đi làm ruộng bằng cách là chúng ta sẽ đây để phá những cái gọi là cỏ kia các thứ đây. Ui, ở đây là có ui, ở đây là có cả tre các thứ này, nó bị gọi là ốm sau mấy cái cây này, hay đâm ra là mình sẽ phá đi đấy, chắc là mang đi để trao đổi nào trồng đây. Đấy, ok bạn ơi. Không, đây là rong rêu á, chứ không phải là trồng đâu. Rong rêu ơi, chắc là đây là cái khu vực đầu tiên thôi. Đấy, khởi động thôi. Đấy, mình sẽ đi hình như là đi vào đây bạn ơi để chúng ta chuyển đổi mấy cái block linh ta linh tinh này thành đất xịn hơn. Đấy, có thể trồng trọt được hơn bạn nhá. Đấy, bên kia là cằn cỗi rồi. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi ô tô đi. Đấy, đâu rồi, chưa thấy con dài nào đây. Xe máy cày mà. Máy cày, ok. Xe ô tô luôn nhỉ, farmer, đây. Đi kiếm bác farmer. Ui, bác này đang ngắm hoa, phải hoa đẹp gớm nhỉ. Đấy, để chúng ta có thể là đổi cái hạt giống các bạn nha. Đấy, có thể trồng được. Đấy, chứ bình thường mai quá trồng được luôn. Rồi, và mình sẽ đi về ấy đi. Về trồng các bạn này, đấy. Chúng ta sẽ nói chung là đây là những cái bước khởi đầu thôi. Đấy, khởi động khớp của tay khớp của chân thôi. Nào, ui, quên mất chưa lấy đất. Này, như bắt buộc phải có cái đất này thì chúng ta mới trồng được. Đất này đất tươi tốt. Đất tươi. Ông đất này là đất sống đấy, nãy là đất chết rồi. Ok, đây xem nào, núp bẻ núp ra thử trồng nào. Úi giời hủy. Mọc siêu nhanh luôn bạn ơi. Như rồi, mình cứ trồng cái này đi. Tầm này chúng ta cứ trồng đi chờ đợi cái gì bạn ơi. Rồi, trồng lên. Tầm này là cứ gọi là trồng được cái cây. Úi giời, cái này hình như là nó gọi là độ cao nó có nhất định nhỉ. Úi cái này nó lên tận trời. Nó cao lắm, tầm sao nào. Mình cứ đứng đây xem nó cao đến như thế nào nè. Ôi giời của bạn đâu. Quay 20 giờ xíu nữa mình đứng trên nó xong nó đơ mà lên cao. Thử xem nào, thử xem nó có được không. Tính ra là mình nghĩ rằng là này chắc là mắc rồi này. Thấy này là mắc rồi, chắc là nó không có mọc được nữa rồi bạn ơi. Mà như nghe lời ông Dời Khang mà đến sang năm mà như tôi thấy sai rồi, thấy cái này nó mọc đến đấy là dừng lại là thôi bạn ạ. Đấy, ui thu hoạch được quá trời luôn bạn ơi. Đấy, đúng rồi. Tầm này là chúng ta sẽ phải đi thu hoạch mấy cái này xong rồi về chúng ta sẽ đi ra chợ để trao đổi giao thương nhỉ. Rồi, ok. Tính ra là mình không có bắt người dân nào nhỉ, thề như dụ bác ra đây. À đây, cái này tính ra này cần 100 coin. Ui ôi, 100 coin bạn ơi. 100 coin để chúng ta có thể là qua bên kia. Đấy, ok. À đây, quy định thời gian nha, đấy là trong vòng 20 phút. Đấy, bên nào nói chung là ai nhiều tiền nhất là bên đấy, người đấy chiến thắng. Đấy, cuộc thi nó phải rõ ràng mà, như quên đấy. Rồi, này là cuộc thi à? Ôi giời ơi, cuộc thi nãy giờ nói sớm. Như có phải nãy game, sớm mà, phải nên nông trại xây gia đình đâu mà như... Ok, bạn ơi, đấy. Nó cực lực xíu này. Hai, mình sẽ đổi thành sao nào, cái này là rồi ok, mình sẽ đổi thành mấy cái que đi để chúng ta gọi là có thể là thứ nhất là cái rìu đấy, thứ hai là cái cuốc này để trồng lúa bạn ơi. Rồi ok, đơn giản bạn. Ui giời ơi, ui nó cao ghê chứ. Hai ok, đây tiếp tục hai cao như vậy này, thêm một block nữa các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ đổi cái này. Ui cái này là cần đến số nước như số nước chắc để trồng được bạn, thôi được rồi, không quan trọng lắm. Đây, bây giờ là mình đã có cái này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem nào, hạt giống hình như đổi bên này bạn ơi. Rồi, không ok. Cần nước luôn. Chúng ta đổi đầu nhỉ, hạt giống mà như nhớ thằng bác dân này có đổi đúng không? Chúng này thôi được rồi, trồng lấy ít gọi là này đi. Hình như là lúa này. Chúng ta giờ đây đúng rồi bạn ơi. Xoài, cần block bạn.
Đấy, hạt giống rồi, tôi sẽ bắt đầu trồng những gọi là hạt giống lúa mì đầu tiên bạn ơi. Những hạt giống đầu tiên. Hình như là lúa mì mới bán được tiền thôi, còn lại mấy cái kia tôi thấy không cái nào bán được tiền luôn. Ý là cái chè không bán được tiền đâu. Như được rồi. Chè yeah, để đổi ra lại hạt giống, không lấy hạt giống tùm lum hết. Núp xe và núp trồng những cái gọi là ủa cái này không muốn nước thì không biết có trồng này hay không đây, nhưng mà thôi được rồi, cứ thử xem rồi. Được mà, thấy trồng nhanh mà như biết đâu bất ngờ cái đất này đặt ra cái này cái nó phọt ra luôn nghe vẻ mà như kiểu hút sữa nhỉ. Ý là nó bay nó cao lên đấy bạn ơi, ngoài quá nhanh các bạn ơi, ngoài tốc độ nó như thế chứ. Rồi để mình phá mấy cái này đi nhá. Đấy, gỗ này mấy cái gỗ các thứ này thì chúng ta không có cần. Đấy, phá giữa cái cảnh quan nó xanh sạch đẹp tí rồi. Ấy tính ra mình về mình đổi luôn các bạn ơi, đổi luôn thành đất đi. Ôi giời ơi, quá nhiều. Ui, lớn nhanh đấy. Ui, đấy. Che luôn, ba stack che luôn. Đấy, tính ra là mình sẽ gọi là kết hợp thêm cái gì tự nhiên không nhớ ra mà lại đổi số nước. Bây giờ mới nhớ ra đổi số nước rồi. Ok đây bây giờ cứ để cho lúa mì ở đấy đi, tí nữa chúng ta sẽ gọi là ấy sau bạn thu hoạch sau. Đây, và đây lấy đất cát đi các thứ này, vứt hết mấy cái đất này đấy. Rồi sao nào, mấy cái này nói chung là cứ rác vào đây là nó auto nó chế tạo thành ấy luôn bạn nhé, chế tạo thành đất có thể trồng trọt được luôn, quá đẳng cấp. Đây, ngoài lúa mì chúng ta được thu hoạch rồi bạn ơi. Nói đây là nói, nông trại 4.0 rồi. Nói gì nói thì căn bản là cái này nó gọi là sao ta? Ui giời. Cái này không có nước thì đâm ra nó lớn vẫn hơi chậm. Đấy, mình sẽ cố gắng là tí nữa cho gọi là một xô nước ở đây thì nó lại lung linh luôn. Lung linh lung lắn luôn. Ồ đúng rồi. Rồi. Thu hoạch tới bạn ơi. Thu hoạch quá cao luôn. Đấy, xoài. Thu hoạch cái này đây. Bây giờ là mình có rìu rồi hay đâm ra là mình chặt những cây chè dễ lắm. Đấy, cây chè làm đốt. Trời ơi. Như cứ mỗi lần thu hoạch này cả đống các bạn ơi. Đấy, chưa gì 5 phút là tôi đã được 4 coi. Tính sơ sơ là 4 lúa mì được 4 coi rồi. Trời ơi, đây ta nhiều lắm. Mặc ra chưa xô ra thôi. Đây, tầm này thế à. Sao nào mình có nên đổi cái này tiếp không ta? Chứ làm phát lên 100 mua luôn cái này luôn. Đây, bây mình đổi hạt giống ra đi nhở. Hạt giống ra. Đấy, đổi thêm một ít hạt giống cây chia chăm đốt đi. 10 hạt giống thôi, 10 túi hạt giống là đẹp các bạn ơi. Còn lại chúng ta đi nào, đi gọi là bán lấy tiền đó. Sao nào ở đây là đổi được block này đúng không? Một block này một hạt giống. Ôi chết dở rồi, tôi lại không ấy các bạn ơi. Để đổi lấy block kia để lấy nước các bạn. Được rồi, không sao, mình cứ đi ra đây làm cái block tre được đi. Tí nữa sẽ đổi lấy nước sau. Ui cái này bắn ba block này đấy các bạn, không phải ít đâu. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi ra seller. Như cái này một coi một lúa mì như rồi, okay. Rồi làm giàu thôi. Tới giờ ta đây nói chuyện với khu vực banh. Rồi chúng ta đã có 4 tiền đầu tiên. 6 phút đồng hồ có 4 tiền cũng nhanh đấy chứ. Như đâu quên ta đây. À đây nhanh khẩn trương mày này. Đổi ra bà lóc tầm lóc tầm này đúng không, mày nhanh khẩn trương mày này. Đâu sao nào đấy. Trồng nó phải nhanh các bạn. Các bạn là cái tốc độ gọi là cái này nó không có nước cái đâm ra là... Ui dồi, nó siêu nhanh các bạn ơi. Mình trồng siêu nhanh cái này chắc là mình phải mua nước rồi. Không ổn nữa bạn ạ, cái này chắc là mình phải mua nước thật rồi. Nếu không thì nó tốc độ nó nhanh quá, đâm ra là nó đất nó bị khô nhanh các bạn. Rồi ok, ui dồi bạn thấy trồng một phát thôi. Ui dồi chỗ bông luôn như... Chỗ luôn hả? Chỗ luôn đấy, chỗ bông luôn. Rồi ok, mình phải mua cái này rồi. Tính ra thì chúng ta vẫn phải cần nhiều ấy nha. Chúng ta vẫn phải cần nhiều tre chứ các thứ nha. Đúng rồi, tre là cái thứ cần thiết, tre là cần gỗ gì đó. Đúng rồi, này. Thế nào, mình sẽ gọi là... Ui, quá trời luôn bạn ơi. Ôi, này nhiều thế. Bắt buộc chúng ta phải có mấy cái cuốc các bạn ơi. Cái cuốc này nó lỏ quá, thế đâm ra đấy. Rồi, đi. Ok. Ra đây. Mình sẽ đổi lấy mấy cái gọi là nhiều cuốc một xíu nhé. Đây rồi. Ok. Chuẩn bị tiền vô. Hai cuốc này, một cái rìu này. Đấy, đổi tiện thể đổi luôn bạn ơi. Như đây. Cho thêm mười mấy bờ lóc này đi. Đi vài. À đâu, trồng thêm đi ấy chứ, đổi thêm đây, đổi thêm một ít là hạt giống tre đi. Đấy, về trồng tiện thể luôn các bạn ơi. Công đôi việc luôn, bây giờ tốc độ nó nhanh lắm, bắt buộc phải cần nước rồi. Chúng ta không thể nào mà không cần nước được thì mình về thu hoạch hạt giống là có đủ rồi. Đấy, thế là chúng ta đổi được một số nước. Tao tính ra cú phát đặt liền không chặt nước. Ôi giời ơi, như thế khổ ra.
Cái này khổ ra các bạn ơi. Ui, nó có 12 hạt giống rồi này. Ý dạ ơi. Rồi, ok, chặt này đi. Ui, quá nhanh. Trồng này chưa gì trồng cái thôi. Rồi, bây giờ là chúng ta đã có mà như 27 cái này rồi. Mình sẽ đi đấy các bạn. Chưa thấy thịnh nhiên nào có coi luôn này. Mới mình có coi ảo thật đấy. Đây, chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi. Từ từ từ. Ok, bạn này 3 này đúng không? Ai? Gì phải vội. Mình sẽ được 3 này là sẽ được một số nước. Ok. Ui rồi, rồi xong gãy luôn, gãy luôn cái cuốc vào. Đúng rồi, đấy chưa? Đã bảo rồi. Luôn cái cuốc này phế thế nhỉ. Đấy chưa? Đã bảo rồi là cái gọi là cái cuốc thì tốt nhất là nên gọi là có số nước nhá. Rồi ok bạn, trong này được cả mấy thành này. Thằng này không quan tâm lắm thì rồi. Đấy, tính ra là mình có thể có 4 coi đấy. Thôi được rồi, bây giờ về mình. Ngoài đâu rồi, đổi cái cuốc đâu rồi. Wow, tốc độ siêu nhanh bạn ơi, xoài. Cuốc đâu rồi? Cuốc chắc là mình sẽ nâng cấp thế. Lên, nâng cấp cuốc lên nó hợp lý bạn. Rồi đâu thế nào mình sẽ đào ở chỗ đặt ở giữa đi. Dạ rồi. Đặt ở giữa đi cho nó gọi là ấy. Xoài. Đừng có chảy dốc rách dí rách đâu. Đặt một block đất ở đây đi để cho nó. Cái này nó không phải được nhỉ. Thôi được rồi, thế thì mình đổ nước đây cho nó chảy dài đây nhá. Chảy dài đây đi, xong rồi mình sẽ trồng mình đổi thành block đất này. Trời, cái này mà cái này game nông trại đấy các bạn ạ, game nông trại đấy. Mà như rồi. Ok các bạn ơi. Đấy. Trời ơi, quá tỉnh luôn. Quá xịn sò. 100 coin chúng ta mới mở được qua bên kia để có những cái hạt giống mới. Thế mới khó chịu. Ừ. Rồi ok. Hay, mình sẽ gọi là cho nó trồng tạm đây đi. Úi giời các bạn ạ. Trời ơi đấy các bạn thấy không? Mà như có nước một cái là cuốc không lo bị hỏng luôn. Mùi tươi tốt luôn các bạn. Úi giời. Phải không vậy? Được luôn đi. Đấy, khuyên mọi người là lên ấy nha, lên gọi là có tí nước nó ăn rồi cho. Có tí nước. Okay. Cho nó gọi là úi giời sang xịn mịn. Cho nó tươi cho nó xanh. Tươi luôn đi chứ. Tươi không cần tưới luôn. Ui, thấy không? Quá nhanh và quá nguy hiểm các bạn ơi. Như rồi thu hoạch thôi. Đấy, mà chúng ta không cần phải cuốc tiếp. Không lo hỏng cuốc các bạn ơi. Thực ra là cuốc thì làm rất là dễ đúng không? Nhưng mà thôi. Để tối ưu được cái nào thì hay cái đấy bạn. Nước bên kia có rất là nhiều, chúng ta chỉ cần 100 coin thôi. Đấy, mà mình nghĩ là nên mở cái hồ kia. Mình quá là thông minh. Đấy, chứ thông minh mấy thì cũng ấy rồi. Đấy, còn 9 phút đây nha. Đấy, như ôi ơi. Đi làm. Cứ từ từ rồi bà người ta có cái cuốc mà khác thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ tập trung ấy thôi, tập trung đi đổi hạt giống mà chúng ta sẽ ấy thôi. Bây giờ mình trồng trọt rồi, mình cũng không có quá quan trọng cái việc đó là che nữa bạn ạ. Thế là đủ rồi. Ok, đấy vứt mấy cái này đi. Cho nó biến đổi hết thành cái block đất mình cần đi. Đấy. Đâu rồi. Giống nhiều quá mà chứ. Đây. Cuốc của tôi. Đi ra đây. Tính ra đây vẫn còn mà nhỉ. Ừ, đấy chứ. Đấy, để núp trồng đây, đào thêm mấy cái này đi. Mất luôn ở cây đấy nhờ. Mấy con dài. Đấy hè cái. Mấy con dài không chịu mua nước thì lấy đâu ra mà. Đây rồi, có nước rồi. Này cái này. Cái này chỉ cần cách đây, cách đây cũng được các bạn nha. Nước nó vẫn có tác dụng. Đấy, xoài. Chỉ cần có nước nó lan thôi là được. Đúng rồi, okay. Này nó chuẩn luôn đấy. Rồi. Rồi. Let's go. Cho miếng nước vô coi. Đấy rồi. Một ô nước thôi là đẹp. Đúng rồi, một thôi, không cần nhiều, không cần quá nhiều bạn ơi. Đấy, ngoài nước. Một ô nước thôi là tươi. Nước cuốc sẵn đây đi, không phải tí nữa là chỉ cần như hạt sống về một cái rồi là chúng ta trồng luôn đó. Đấy, trồng về một cái trồng luôn. Quá. Rồi, ok, đâu xem nào. Đấy, tính ra là có nước một cái thôi là hạt giống là chúng ta gọi là không cần mà, đâu. Ờ, sinh sôi này nở nhanh hơn bạn thấy không? Đấy, cái cuốc chúng ta không cần phải lo nghĩ việc đó thay cuốc nhanh. Cái cuốc nó chỉ để thu hoạch thôi. Tầm này nó chỉ để thu hoạch thôi. Rồi. Ui, lúc đã có 20 tiền rồi này. Ui, nhanh thật sự. Sắp chuẩn bị rồi đấy. Rồi đấy. Tính ra là chủ map bảo là muốn phá đảo cái mini game này thì cần đến đâu đó khoảng 2 tiếng nhưng mà nhưng mà chúng ta chỉ quyết định mình rút ngắn thôi, chơi 2 phút thôi. 2 phút thôi. À 2 phút thì hết lâu rồi ba. Đây xem nào. Đấy, mình sẽ đi bán đi. Bán. Đấy chúng ta úi giời. Úi giời được một xếp tiền luôn mà này. Đấy. Được bao nhiêu đây? Xoài lên phát 20 tiền luôn. Đúng là đẳng cấp. Rồi đi sang bên này. Này bè là mình đã. Mình sẽ gọi là về trống nói tầm nay chỉ ăn mít trồng gọi là hạt giống là bạn xong rồi thu hoạch thôi, không cần quá nhiều bạn. Đây rồi, ok bạn ơi, nói rồi. Trồng phát 29 hạt giống bạn ơi. Rồi mình chót luôn. Đây cuốc ở đây bạn ơi, trồng đây tiếp. Đây nó lan được hết sang bên này luôn bạn ơi. Xoài.
Ô cái này không biết nó này, nó lan bên này được không ta? Ồ được luôn bạn ơi. Ui. Hoa đỉnh này. Này lên hạt giống này. Như ở đâu cũng trồng được luôn. Everywhere luôn. Ui. Ngoài everywhere. Ngoài tôi tầm này gạt thôi. Bạn này ở này rồi trồng tiếp. Này như mình không có dùng to nhiều quá. Tầm này chúng ta gọi là bít rút rồi. Ôi quá trời tiền luôn bạn ơi. Rồi à, hết tiền như nước hết hạt giống rồi. Hết ngoài mình gửi tí nữa phá vỡ rồi luôn. Đấy. Rồi bây giờ lúc đã có 51 tiền rồi. Ui, bây giờ bắt đầu tiền vài này. Sau một hồi chăm chỉ rồi, như 5 phút bây giờ là 5 phút để mình chỉ ăn với cả thu hoạch thôi. Lượm lúa làm tầm này là 5 phút để chỉ để ăn với lượm lúa thôi. Ồ, seller này bán lấy tiền này. Úi giời ơi, 3 xếp tiền luôn. Như vào banker như đủ ra luôn 68 tiền. Úi giời, đấy nó phải nhanh như thế. Mua luôn cái rủ đất kia kia luôn. Nó phải nhanh như thế mà này. Để farmer để đổi gọi là lấy này. Trời ơi, 2 sợ tách túi hạt giống luôn. Bắt đầu cấp quá đẳng cấp. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi vào đây và mình lấy thêm đất các bạn nhé. Thiếu đất, thực ra là thiếu đất. Đấy, thực ra là thiếu đất thôi chứ chúng ta cũng chả thiếu gì. Đấy, sao nào, vứt cái nào đi ra thôi được rồi, không chả vật vứt nào đây. Đấy, bằng này được rồi bạn ơi. Để mình gọi là lại trồng tiếp. Rồi. Sao nào. Đấy, trong thời gian trồng là mình sẽ gọi là cơi nới ruộng đất đi. 100 tiền là chúng ta có thể mở sang bên kia. Đấy. Mở rộng ruộng đất nào. À đây quên mất là không xét về cả tiền nữa nha, xét về cả gọi là mở rộng bao nhiêu vùng đất nha. Như à, thế à? Đúng rồi, như giá trị nó ở cả tài sản. Giá trị là ở đất à? Tài sản nữa chứ bây giờ ok bạn nào bên này đi. Ui cái này mà chứ cái này chắc là mình phải nâng cấp thêm các bạn ơi. Ngoài vậy tính ra nên mua ở bên Beetroot trước ấy. Cái bên có cái hạt giống đỏ kìa. Ok. Bên nào chẳng có gọi là cái củ rèn mà. Ờ bên kia cũng có nhỉ. Bên nào chẳng có củ rèn mà. Thôi mua bên hồ có nước free. Đúng rồi, bên hồ nhưng mà thực ra là cũng chỉ dùng đến thế thôi, làm gì cần đâu. Chứ đây. Chỉ dùng rồi sẽ tốt cần thôi. Đây, lúc thấy rằng là nó gọi là đặt một cái ở full hết luôn bạn ơi. À, nước nó có tác dụng phun hết luôn này. Rồi, hô hạt thôi. Ngoài ruộng lúa mình đẹp quá. Quá rực rỡ. Trời ơi, các bạn thấy không? Ôi. Thu hoạch tôi bạn ơi, thu hoạch tôi, gạt tôi. Này gạt tôi, chờ đợi cái này. Gạt tôi, chờ đợi cái gì? Sương sương này là một stack rồi đó. Núp sương sương là 2 stack đến nơi rồi đấy. Chứ một cái bạn ơi. Rồi, vậy bán nè. Rồi, bạn. Xoài. Seller đâu, mấy anh seller đâu rồi? Sao nào, này. Mình cứ trồng thôi. Xem lời coi. 100 tiền là mình sẽ mở hoa bên nào thì để xem xét các bạn này. Đấy. Bên này thì là bên gọi là ngoeo cái gì đây. Ở đây cũng có giếng các bạn ạ. Có vẻ nhìn nó ấy hơn này. Bên này thì bên này có vẻ hợp lý hơn bạn. Tôi thấy bên này hợp lý hơn. Nhìn đất bên này nó vẻ màu mỡ hơn này. Hoặc là vậy. Mình cứ ở đây các bạn này. Ở đây. Hợp lý hơn là mở bên kia. Rồi. Wow. Ôi tính ra hình như cái cuốc thu hoạch lúa nó không bị mất sao ấy, không mất độ bền đâu. Có. Hay là rất ít à? Hay là rất ít à? Nhưng mà chắc đào 3 cái mới mất một miếng. Mà nếu đúng thấy là chả mất tí nào luôn. Nãy giờ trồng mấy stack hạt giống rồi. Ngoài là đúng có. Đúng có 2 stack lúa mì rồi. Ui giời ơi. 2 stack lúa mì rồi bạn ơi. Quá rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Quá rồi quá đây. Đây. Đổi ra luôn. Rồi ok, bây giờ về bán đi, đủ tiền rồi. Đủ tiền này chúng ta gọi là có thể qua bên bên kia để chúng ta mở bắt đầu một cái hạt giống mới các bạn ơi. Củ rèn. Đấy, và bán thôi, seller bán như thực ra là mình có thể là đi chế tạo block nhưng mà thôi, lười lắm. Rồi. Block vẫn thế mà. Rồi, ui sổ 96 tiền. Ui sổ 3 tiền rồi. Rồi, dân chơi nhiều tiền cũng khác. Rồi, rồi đủ hạt giống. Rồi, 96 luôn, mua luôn. Ok, đó sao nào. Ui, chúng ta gọi là bắt đầu giàu rồi đấy. Giàu. 2 phút nữa rồi bạn ơi. 2 phút nữa rồi. Nào mình xem nào, hạt giống à. Tính là seller này nó thu mua mấy cái kia. Cái này được 2 này, cái này được nhiều hơn, củ rèn được nhiều hơn. Thôi được rồi, đi nâng cấp mua bán củ rèn đi. Như này. Chúng ta sẽ đi qua bên này và chúng ta ném này vào đây. Ném này vào đây bạn ơi để lấy đất. Đây rồi. Đây rồi. Đây. Đây. Đây bạn ơi, đi ra đây tiện thể trồng cái này xong rồi mở khóa bên kia lấy củ dài các bạn ơi. Đấy, củ dài là 2 tiền đấy. Củ dài là nó sẽ
gọi là nó được ít hai thôi, ít hai lên ít hai tiền còn gì nữa, còn đòi khoảng hai chín nữa mà chứ. Rồi đây mở này, rồi phổi rồi cụ già nữa chết sợ, cụ già phá cái gì, hình như chúng ta phải nâng cấp à, lấy đúng rồi cái cuốc tiếp theo á, chắc vậy á, chết dở rồi. Như cái cuốc tiếp theo là cần cái gì đấy anh em, đấy, chứ, phải cần cái cây tre đó đó, lại cái tre này, lại cái tre em đốt à, mọi thứ bắt đầu từ tre, kết thúc bằng tre luôn. Ok, tre mình nhiều lắm, thoải mái các bạn ơi. Rồi lại cây tre này chúng ta sẽ gọi là ủi mình có mấy stack túi hạt giống luôn các bạn ơi, nhiều quá, nhiều các bạn ơi. Rồi được rồi đấy, chắc là mình sẽ ấy đi, mình sẽ cố gắng là gọi là ấy đi. Đây, về bán thôi, để coi bao nhiêu tiền đây. Quá nhanh. Tốc độ quá nhanh. Xem lừa đâu rồi. Tốc độ quá nhanh. Đi. Tập này bán xong rồi mình sẽ gọi ấy bạn ơi. Đấy, giá trị của đất là mình đang có 100 tiền rồi này. Đấy, cộng thêm 96 tiền nữa, đấy vẫn 196 vẫn thế. Rồi. Đấy, rồi tiền lên. Nào, thằng nào bè là mình sẽ gọi là đi ra đây bán này đi nhá. Ok. Rồi. Quá trời tiền nào qua mua khu kia quá quay. Trời tiền luôn chứ, nhờ với chúng tôi này đó xem nào, mày mẹ là mình thử sang bên kia nào ấy, tính là hết thời gian nữa nha, nhưng mà như đấy lúc xem nó ngoài cái này đây này, cái này chúng ta phải gọi là ngoài cần lúa này, xong rồi cần để nâng cấp đây này, củ rèn nào, ui như chúng ta sẽ phá được mấy cái này các bạn đây, mà bắt buộc phải nâng cấp mấy cái dụng cụ, ui dụng cụ cầu vòng là gọi là cuối cùng các bạn ơi. Ngoài thì tính ra cái mini game này đúng phải chơi mấy tiếng đồng hồ các bạn ơi. Thôi được rồi, tạm thời là cái cuộc thi gọi là cái cuộc thi này phần 1 kết thúc tại đây. Các bạn nào muốn cái cuộc thi phần 2 thì comment nhé để mình biết nha. Đấy thì hiện tại là mình chắc chắn là top 1 rồi mà chứ. Đấy cơ. Top 2 là mình rồi. Như mình là 181 tiền cộng thêm giá trị của đất nữa là 281. Đấy, mà như con rời Khang thì chắc em là 182, 182. Con rời kia mở được đất chưa? Chưa đúng không? Chưa. Rồi chưa. Nông dân vừa làm vừa chơi. Nông dân này nếu phần 1, phần 2 nếu các bạn muốn mình làm thì có thể là mình sẽ làm ngay và luôn. Đấy, nếu các bạn ấn like cũng như là comment ở phía dưới cho mình biết nha. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mình trong nút tìm. Ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.